Thưa quý vị, tại kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026 lần này, một trong những nội dung quan trọng là đưa ra các giải pháp quan trọng để khôi phục và phát triển kinh tế. Liên quan đến vấn đề này, nhiều cử tri doanh nghiệp kiến nghị thành phố cần có giải pháp cụ thể hơn để hỗ trợ, tiếp sức cho doanh nghiệp. Ủy ban nhân thành phố cũng như Hội đồng nhân thành phố, thời gian qua bản thân tôi là một doanh nghiệp, tôi thấy ở Đà Nẵng cũng như tình hình chung thì đã có những cái bước thay đổi, bước ủng hộ rất tốt dành cho doanh nghiệp để mà có những cái bước tiến tốt hơn để cho doanh nghiệp thời gian tới có những phát triển hơn. Thì tôi nghĩ Ủy ban nhân dân thành phố, các cấp lãnh đạo, các sở ban ngành phải thường xuyên tổ chức các cuộc giao lưu đối thoại với các doanh nghiệp thường xuyên hơn và cụ thể hơn để giúp cho các doanh nghiệp có thể nêu được cái tâm tư nguyện vọng của mình. Rồi từ đó các doanh nghiệp sẽ có những cái bước thay đổi bởi vì họ luôn tin rằng chính quyền địa phương ủng hộ họ và họ sẽ thành công. Mong muốn là chính quyền Đà Nẵng phải có những cái gói mà hỗ trợ thiết thực cho doanh nghiệp, từng nhóm doanh nghiệp để mà chúng tôi hồi lại để mà đưa cái nền kinh tế của Đà Nẵng là phát triển. Chúng tôi thiết nghĩ là thành phố có nhiều cái chính sách thiết thực cụ thể là về cái việc là các cái hoạt động mà giải ngân về đầu tư công để cho cái nguồn tiền có thể là đưa ra xã hội nhiều hơn. Việc thứ hai là những cái gói ngân sách cũng như là những cái gói hỗ trợ thì phải nhanh chóng đến được doanh nghiệp, đến được người dân và đặc biệt là đối với người lao động. Thưa quý vị, ngày mai ngày 16 tháng 12, kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa 10 tiếp tục chương trình làm việc. Buổi sáng, các đại biểu thảo luận tại hội trường. Buổi chiều, kỳ họp sẽ tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Đài phát thanh truyền hình Đà Nẵng sẽ truyền hình trực tiếp chương trình trên kênh Đà Nẵng TV1, Đà Nẵng TV2, trực tuyến trên website và fanpage của đài vào lúc 8 giờ đến 11 giờ 30 và từ 14 giờ đến 17 giờ 30 ngày mai. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi.